Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Netizen Reacts. Các bạn thân mến, bấy lâu nay, ngoài kỳ phùng địch thủ là netizen Trung Quốc, thì cư dân mạng Việt Nam còn có một người bạn không đội trời chung nữa, chính là netizen Thái Lan. Người Thái luôn nghĩ Việt Nam chúng ta là một đất nước nghèo và tính cách của người Việt luôn khó gần và keo kiệt. Thế nhưng khi tới du lịch tại đất nước chúng ta, người Thái đã phải sáng mắt vì con người Việt Nam khác hoàn toàn so với những gì họ tưởng tượng. Cụ thể là cách đây không lâu, có một anh chàng YouTuber Thái Lan có biệt danh là Fit đã đăng tải một video ghi lại chuyến hành trình du lịch của mình tại Việt Nam với tiêu đề Đi chơi cùng người bạn Việt Nam tại Việt Nam. Mở đầu video, anh kể về việc có một nhóm bạn người Việt sẽ dẫn anh đi khám phá vùng quê Việt Nam. Anh chàng đã bắt xe taxi để di chuyển đến bến xe, mặc dù gặp phải một vài rắc rối như xe không có điều hòa và việc trả lại tiền lẻ không đúng, nhưng anh vẫn vui vẻ tiếp tục hành trình. Khi đến bến xe, anh đã lên một chiếc xe giường nằm và đã có một trải nghiệm mà anh cho rằng thoải mái hơn nhiều so với xe khách ở Thái Lan. Trên đường đi, anh còn chia sẻ sự thích thú của mình khi thấy giường nằm, chăn, gối và nước uống được cung cấp miễn phí trên xe. Đến nơi, anh rất ấn tượng với cách đón tiếp nhiệt tình của người Việt. Nó gần gũi và thật sự thân thiện các bạn ạ. Hi, how are you? I'm good. Good to see you, yeah. Sau khi được giúp đỡ tìm chỗ nghỉ ngơi, anh được mời đi cắm trại cùng nhóm bạn trẻ địa phương, thưởng thức các món ăn truyền thống như thịt gà nướng, ngô, xúc xích heo và thử nói vài câu tiếng Việt. Anh em ơi! Anh em ơi! 1, 2, 3! 2, 3! 2, 3! Uống xe nào! Hết xe nào! Sạch xe nào! 2, 3! 2, 3! 2, 3! Video kết thúc khi anh trở về khách sạn sau một ngày dài khám phá và giao lưu. YouTuber Thái Lan này đã nói rằng anh thấy được sự tốt bụng và lòng hiếu khách của người Việt Nam, điều mà trước đây anh không ngờ tới. Buổi dã ngoại với hội bạn Việt Nam không chỉ mang lại cho anh những trải nghiệm đáng nhớ mà còn giúp thay đổi cái nhìn của anh về con người và văn hóa Việt. Đồng thời nó cũng giúp lan tỏa thông điệp về lòng hiếu khách và sự thân thiện của người Việt đến với cộng đồng mạng Thái Lan. Netizen Thái Lan đã để lại nhiều bình luận ở bên dưới video. Vậy họ đã nói gì? Cùng mình tìm hiểu ngay bây giờ các bạn nhé! Chào, tôi là một trong số có mặt trong video của Fit. Thay mặt những người bạn và người Việt Nam của chúng tôi, xin cảm ơn tất cả những lời khen ngợi của người Thái và những người khác về chúng tôi và đất nước của tôi. Tôi đã phải thay đổi quan điểm của mình một chút về con người Việt Nam kể từ khi tôi xem clip của bạn. Cảm ơn bạn đã cho tôi biết điều đó. Người Việt cũng có một số điểm tương đồng với người Thái, cũng tốt bụng nữa. Ngoại trừ thể thao, ngoài ra người Việt Nam rất dễ thương, from Thailand. Bạn có cảm thấy thế hệ mới của người Thái và người Việt có điều gì đó kết nối họ không? Trông rất thú vị. Sau khi xem clip này, người châu Á chúng ta hầu như không có gì khác biệt, rất thân thiện. Ôi trời ơi, các bạn trẻ Việt Nam nói tiếng Anh đỉnh quá, Thái Lan chúng ta cần học hỏi ngay. Chúng tôi yêu người Việt, tất cả bạn bè Việt Nam đều thân thiện, chân thành và rất đáng để du lịch. Xin chào các bạn, tôi đến từ Myanmar. Tôi chỉ muốn nói trong video này, Việt Nam là một đất nước xinh đẹp và con người ở đó rất thật thà và thân thiện. Tôi muốn đến thăm Việt Nam nếu có cơ hội và các cô gái Việt Nam thật dễ thương. Xem clip này tôi thấy thương con người Việt Nam và giới trẻ Việt Nam. Họ có vẻ rất thân thiện, khác hẳn với clip người Việt chửi người Thái. Trên thực tế, họ rất thân thiện. Tôi làm việc ở miền Bắc một năm và miền Nam một năm rưỡi. Lúc đầu tôi nghĩ đất nước mình thân thiện, nhưng khi thực sự đến đây sống thì con người ở đây thân thiện hơn chúng tôi, cả người miền Bắc và miền Nam. Con gái Việt Nam rất dễ thương, trông thật tự nhiên và thân thiện. Hơn nữa, tiếng Anh có lẽ còn tốt hơn vùng nông thôn ở Thái Lan. Mới, bạn đang đi đúng hướng, nội dung, bạn phải như thế này. Xem clip này mà tim tôi rung động. Tôi cảm thấy được chào đón nồng nhiệt và thân thiện và tìm hiểu về văn hóa địa phương của Việt Nam. Các cô gái Việt Nam rất dễ thương. Các bạn nhỏ rất dễ thương. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy khía cạnh này của người Việt trước đây. Xem và cười suốt cả clip. Tôi thực sự muốn bạn đến du lịch Thái Lan. Đây là vùng nông thôn, một ngôi làng, không phải là điểm thu hút khách du lịch, nhưng bầu không khí rất tốt. Bình thường người ta chỉ đi vào thành phố, chỉ đi đến các điểm du lịch. Đây là một video tốt. Chuyến đi như thế này rất thú vị. Tôi thích thiên nhiên ở nông thôn, nhất là thời tiết đẹp và thoải mái.
không hỗn loạn như ở thành phố. Chào anh bạn Fish, tôi đã theo dõi tất cả các tập video của bạn từ khi bạn đến Việt Nam. Tôi rất vui khi thấy bạn có những cuộc gặp gỡ rất vui vẻ và thoải mái với những người Việt Nam chúng tôi. Tôi đã cười rất nhiều khi xem nó. Bạn là một trong số ít những người Thái đi lang thang một mình khắp mọi nơi, từ thành thị cho đến vùng nông thôn Việt Nam như vậy. Tôi nghĩ bạn sẽ là người làm thay đổi suy nghĩ của nhiều người Thái về phẩm chất con người Việt Nam. Bằng những video của bạn, ý tôi là theo chiều hướng tích cực. Việt Nam yêu quý bạn. Một nhóm nhỏ người Việt Nam liệu có thể thay đổi hoàn toàn thái độ và quan điểm của chúng ta về Việt Nam không? Người Việt xinh đẹp, tính cách cũng giống người Thái. Bản thân tôi có bạn bè và các bạn trẻ là người Việt sống ở tỉnh Hà Tĩnh. Nhiều người trong số họ có thể nói được tiếng Thái và giỏi. Nhóm thanh niên này rất dễ thương. Tôi đã làm việc với người Việt Nam, có người tốt và người xấu. Nhưng những người trẻ này thực sự rất dễ thương. Giới trẻ Việt Nam họ luôn có thái độ tốt, cách cư xử, tâm trạng tốt và luôn tỏ ra thân thiện, chân thành. Nếu thế hệ này lớn lên, tương lai của du lịch và kinh tế Việt Nam chắc chắn sẽ phát triển hơn rất nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người đã mang lại tình bạn tốt đẹp với người dân Thái Lan. Giới trẻ Việt Nam đáng yêu, vui vẻ, thân thiện và rất hồn nhiên. Xem video tôi đã cười rất nhiều và không thể tin được là mình đã xem đến cuối clip. Tôi sống ở Sydney, tôi có rất nhiều bạn bè người Việt. Người Việt Nam rất tốt bụng và là những người bạn rất chân thành. Về cơ bản, tính tình người Việt cũng giống người Thái ở phía Nam. Neil là một người Thái đến từ miền Nam. Không có gì đáng ngạc nhiên khi anh ấy rất thân với người Việt. Bản thân tôi là người Thái gốc Nam, từng làm việc ở Việt Nam, sau đó sang Úc làm ăn với người Việt. Và bạn thân nhất của tôi là người Việt Nam. Người Việt Nam rất dễ thương, rất hiếu khách và rất thân thiện. Thanh thiếu niên Việt Nam nói tiếng Anh tốt, các em rất dễ thương và rất thân thiện. Nhóm thanh niên này rất hào phóng, người trẻ tuổi mặc áo xanh, quần đùi đen giống người Thái. Tôi thực sự muốn đi du lịch đến Việt Nam và có những người bạn Việt Nam như thế này. Họ có vẻ rất thân thiện và vui vẻ. Tôi đã đến Việt Nam rất lâu rồi. Anh rất may mắn khi gặp được những người Việt Nam tốt bụng. Tôi đã từng bị lừa khi sang Việt Nam, ký ức đó thật đáng để quên. Các em thật sự là những đứa trẻ dễ thương. Nó khiến tôi nhìn Việt Nam theo một cách rất khác so với trước đây. Tôi là người Thái và tôi rất thích clip này. Người Việt Nam rất dễ thương và thân thiện, như anh chị em trong một gia đình. Tôi làm việc ở nước ngoài, châu Âu. Hầu hết bạn bè thân thiết của tôi đều là người Việt Nam vì họ tốt bụng và thuộc khối ASEAN. Tôi thường xuyên thích ăn phở ở nhà hàng Việt Nam. Nó rất ngon. Tôi đã xem nhiều clip người Thái đi du lịch Việt Nam. Nhưng trong clip này, xem mà cười lăn cười bò trước sự dễ thương của các bạn trẻ Việt Nam. Mọi người đều dễ thương. Các bạn Việt Nam thật tốt bụng và tốt bụng. Các em rất dễ thương và thân thiện. Dám nói, dám bày tỏ, hoan nghênh một cách trọn vẹn. Wow, họ rất thân thiện và vui tính. Họ thậm chí còn mời bạn đến nhà bà ngoại. Miền quê Việt Nam yên bình quá. Chắc chắn tôi sẽ đến đó nếu có cơ hội. Cảm ơn những video của bạn về Việt Nam. Nó thực sự rất tích cực. Chào mừng đến Việt Nam và chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ. Tình yêu từ Hà Nội. Giới trẻ Việt Nam trong thời đại mới thật dễ thương. Hơn nữa, người Việt hiện nay bắt đầu cởi mở hơn với những ý tưởng mới. Nhiều người Việt gần như có thể nói được tiếng Thái bởi vì nhiều người Việt Nam thích đi du lịch Thái Lan và ở đó có rất nhiều cô gái Việt xinh đẹp. Video này và tất cả các bạn trẻ khiến tôi muốn đi du lịch Việt Nam. Tôi hy vọng tôi có thể có được trải nghiệm ấm áp như thế này. Xem xong tôi lại nhớ đến những người bạn Việt Nam của mình. Tôi nhớ đến khoảng thời gian chúng tôi vẫn đi du lịch cùng nhau và ngủ cùng nhau. Tôi cảm thấy biết ơn vì tình bạn tốt đẹp. Tất cả các bạn đều dễ thương. Năm 2020, tôi đi làm việc với người Việt ở UAE và kết bạn được rất nhiều. Mới về Việt Nam tuần trước, người Việt Nam rất dễ thương, rất thân thiện và hiếu khách, muốn đi lần nữa. Nói cho các bạn biết, cái nhìn của tôi về Việt Nam đã thay đổi rất nhiều, người Việt quá dễ thương. Ở đâu cũng có người xấu, người tốt, chúng ta nên thay đổi cái nhìn về Việt Nam. Tôi nhớ bầu không khí này ở Thái từ 10 năm trước, khi chúng ta còn là những đứa trẻ. Nhưng nhìn vào xã hội của chúng ta hiện nay, nó đã bắt đầu thay đổi rất nhiều vì chúng ta đã tiếp thu quá nhiều nền văn hóa nước ngoài. Vâng, đó là rất nhiều comment tích cực của netizen Thái Lan dành cho Việt Nam. Nghe thôi cũng cảm thấy ấm lòng phải không các bạn? Mình thật sự cảm thấy biết ơn Fish
khi đã tới du lịch và lan tỏa những điều tốt đẹp của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Còn các bạn nghĩ sao về sự thay đổi tích cực này? Hãy để lại ý kiến bên dưới cho mình biết với nhé. Đến đây thì chúng mình phải nói lời tạm biệt rồi. Chúc các bạn có những phút giây xem video vui vẻ. Và đừng quên cho mình xin một like, một comment và đăng ký kênh để mình có nhiều động lực làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.